qua một số hội nghị mang tầm quốc tế mà Việt Nam đã được đăng cai tổ chức thành công trong những năm vừa qua như APEC, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 132, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 và gần đây nhất chính là Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên. Qua đó, có thể khẳng định về sự phát triển của một loại hình du lịch mới đầy tiềm năng ở Việt Nam, du lịch MICE. MICE được biết tới là loại hình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, triển lãm hay tổ chức sự kiện. Khai thác thị trường MICE là một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam trong thời gian gần đây, mà sự thành công của hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển này. Tổ chức một cái sự kiện lớn như vậy nó đòi hỏi phải huy động một cái lực lượng nhân sự rất là mạnh. Nó có nhiều ngành phối hợp với nhau, từ đảm bảo an ninh, an toàn, đến giao thông và đến nhiều những cái loại dịch vụ khác nhau. Cho nên tổ chức một sự kiện lớn có nghĩa là cái hệ thống hoạt động của ngành du lịch nó phải được nâng cấp, nó phải như là một bộ máy hoạt động đều tay. Và qua cái việc vừa rồi, chúng ta chứng minh rằng Việt Nam cũng từng bước trở thành một trung tâm du lịch hội nghị của thế giới. Du lịch SMILE có yêu cầu đặc thù về cơ sở hạ tầng, hệ thống các dịch vụ đi kèm, cũng như các dịch vụ khác như ăn uống, vui chơi, mua sắm. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa điểm nằm trong top 10 thành phố Đông Nam Á, thu hút khách du lịch công tác nhiều nhất, theo báo cáo các điểm đến châu Á-Thái Bình Dương của Mastercard. Hà Nội sau này tiếp tục tổ chức được các loại hội nghị như thế, như là chúng ta sẵn sàng làm và chúng ta có kinh nghiệm làm, chúng ta có khả năng làm và đặc biệt là chúng ta có nhiệt tình và có cái lòng mến khách của người Hà Nội cộng vào thì chúng ta có thể làm du lịch hội nghị. Tức là gì? Đến đây hội nghị và đến đây du lịch. Và chính cái du lịch đã thu hút cái hội nghị và hội nghị thu hút cái du lịch là như thế. Sau đây sẽ có nhiều những cái nước hoặc nhiều những cái công ty lớn họ cũng sẽ đưa người sang đây để tổ chức những cái hội nghị của họ trên đất nước Việt Nam. Và đấy chính là cái đích tiến tới của du lịch Việt Nam. Bởi vì cái mảng du lịch mai đang phát triển rất mạnh và nó dần dần nó trở thành một bộ phận quan trọng của du lịch Việt Nam. Cơ hội cho du lịch mai đang mở ra và việc khai thác du lịch mai hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh du lịch mà còn trong cả phát triển kinh tế xã hội thông qua các sự kiện hội họp, đặc biệt là những sự kiện mang tính quốc tế.